Em tên là Phan Thanh Thảo, hiện tại thì em đang làm công ty của Úc. Nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng. Em có công việc của em thì chả liên quan đến việc nấu nướng cả, nhưng mà em có một niềm đam mê lớn, đó là được nấu ăn, cho nên đó là lý do mà em tham gia chương trình Vua Đầu Bếp Việt Nam ngày hôm nay. Chào bạn. Chào chương trình Vua Đầu Bếp Việt Nam. Hôm nay bạn nấu món gì? Hôm nay em nấu món canh chua của Thái. Còn món này thì thật ra em chỉ làm để ăn kèm thôi. Đó là món trứng cuộn hải sản. Tại sao bạn lại chọn món trứng cuộn để ăn kèm với cái món tôm yum? Tôi nghe thấy hơi lạ. Thực ra thì em chỉ mới nghĩ vào tối hôm qua thôi. Nếu mà bưng tôm yum không thì có vẻ là màu sắc nó không được màu sắc cho lắm. Cho nên em muốn có một cái gì đó mà có thể ăn kèm với cơm chẳng hạn. Em mang đến chương trình hôm nay là món súp của Thái. Sở dĩ em chọn món ăn này bởi vì đây là một món ăn mà có thể là gắn liền với một kỷ niệm rất đẹp của em khi mà thời gian em học ở Úc. Vào những cái có một ngày, đó là ngày có thể nói là Melbourne là ngày lạnh nhất của năm, nhiệt độ là 0 độ C. Thì em đi làm về là 11 giờ đêm thì cảm giác kiểu như là nhớ nhà, muốn về với gia đình thì rất là lớn. Vào cái đêm đó thì cái người bạn mà ở chung nhà với em thì người bạn đó là người Thái, thì đã nấu cái món súp này cho em ăn. Cái vị nồng và vị cay và vị nóng của súp đã làm cho em bớt nỗi nhớ nhà, và có thể là chính vì vậy mà em muốn đem món ăn này đến cho chương trình ngày hôm nay. Em nấu cái này là nấu kiểu Việt Nam? Dạ không, nấu đúng kiểu Thái ạ. Bởi vì Thái họ sẽ dùng dùng nước mắm để nấu, họ để nêm chứ không phải dùng muối như Việt Nam mình. Em cảm ơn. Em cũng không có hiểu sao em làm món trứng không có hợp với cái món súp. Thật ra lúc đầu là em không định làm món trứng đâu. Nhưng mà vì em định là sẽ có cơm, có canh thì em muốn làm một món ăn mặn vậy thôi, giống như là bữa cơm gia đình của người Việt Nam mình theo truyền thống. Chứ món chủ đạo của em đi thi thì vẫn là món tôm. Em làm cho anh hơi bị rối. Dạ. Em thì nói nấu kiểu Thái, xong em lại nấu theo kiểu Việt Nam, có canh, thì, có thì cơm. Thì tất cả những món ăn nào mà khi mà từ nước ngoài vào đây thì họ cũng phải làm sau đó để mà phù hợp với người Việt Nam mình, với thị yếu của người Việt Nam. Cũng giống như Thái thì người ta nấu rất là nhiều cay. Nhưng mà nếu mà vào Việt Nam mình, nếu mà cay quá thì người Việt Nam mình chắc chắn sẽ không ăn được. Bởi vì bản thân người Việt Nam mình họ chỉ ăn rất là ít cay, không phải là cay như là người Thái. Đó là lý do mà có thể em đem đến ngày hôm nay thêm một món trứng. Nhưng mà món chính của em thì vẫn là món tôm. Đúng, đúng, tại vì em đừng nói em nói món nấu món tôm dâm mà. Dạ. Đúng không? Thế nên thành ra là em biết là trong cuộc thi á, khi mà em nói đặt cái tên cho nó. Dạ. Và cái tên tôm dâm là anh nghĩ là cái món quốc hồn quốc túy của Thái Lan đúng không? Dạ đúng. Thế nên là bây giờ em lại bảo em nấu cho người Việt Nam thì anh thấy khó quá. Anh không biết là bây giờ sẽ phải làm như thế nào. Ý của bạn cái món này là món tôm dâm kiểu fusion, nghĩa là kiểu không kiểu kiểu sáng tạo, hay là con tôm tâm hoàn toàn của Thái? Dạ, của Thái hoàn toàn của dạ, Thái. Không có thế fusion nói ở đây món của bạn dạ, nhé. Mình sẽ nói về dạ. về cái món tôm yum, dạ. Nói về cái món trứng nữa. Thì nên như vậy là mình nói về tôm yum đúng không? Dạ. Thế chứ còn thực ra thì anh thấy là cái món tôm yum của em nó chưa đủ vị lắm. Dạ. Bởi vì nếu như là nói tôm yum để mà nó đủ vị thì vào nó phải cái mùi thơm này, cái độ cay này, dạ, cái độ mặn này. Nhưng mà dạ, cái nước của em nó hơi ngọt. Dạ. Cái độ mặn nó lại không có, anh nuốt vào thì anh cảm thấy trên nó chỉ là cái vị ngọt nhiều hơn. Dạ. Nhá. Ừ. Tôi nghĩ là bạn hơi sai lầm khi bạn dùng cà chua hơi nhiều. Và đặc biệt là bạn nhẽ ra nếu bạn muốn dùng cà chua để cho cái canh nó dịu xuống một tí. Có cà chua ở đó đúng không? Dạ có. Thì bạn nên dùng cà chua bi. Cà chua nhỏ. Dạ đúng ra là món này chứ là phải dùng cà chua bi theo chị Kim Anh. Bạn dùng là cà chua này khi mà bạn nấu kỹ một tí thôi là toàn bộ cái thịt cà chua nó tan ra nước. Dạ. Và cái canh của bạn nhìn nó không được đẹp vì mắt. Tối hôm qua thì chương trình gọi điện lúc đó là lúc 3-4 giờ chiều rồi. Thì chợ thì nó cũng đóng mà em đi siêu thị thì không thấy cà chua bi. Anh thường đi chợ 3 giờ sáng này. Cho nên anh thường đi chợ 3 giờ sáng. Có thể là cái vấn đề mà em bỏ cà chua trái vô đây cũng là một có thể là một cái thử thách của em, có thể là nó sẽ không đúng so với cái vị. Đôi khi món ăn cũng phải đột phá. Nhưng mà rất tiếc là bạn lại không thành công với cái đột phá này, rất tiếc. Dạ. Rất tiếc. Về riêng cá nhân tôi thì chắc là tôi không đồng ý. Tăng Thanh Hà, bản thân em thấy cái nước nó hơi ngọt. Nhưng mà em thấy cái vị
em vẫn thích, cho nên em đồng ý. Anh Lúc okay. Đoán rồi đấy. Lúc trình bày của em ấy, là rất đẹp, có hoa đẹp, màu sắc nhiều. Mà cái canh tom yum á, em có đi Thái Lan rồi, em có ăn nhà hàng Thái chưa? Dạ rồi anh ạ. Dạ. Thì tom yum là đậm đà lắm. Dạ, nó sẽ là cay, nó sẽ strong, lá chanh hơn, là cái, nó sẽ strong hơn so với strong. Dạ, more, strong. More powerful. Dạ. Lá chanh nhiều hơn. Ăn xong thì tắt mồ hôi. Dạ. Ngọt gai nhiều, chanh nhiều. Mà cứ cái canh của em hơi nhẹ, hơi too soft, too delicate. Thì nếu mà có thể được đi tiếp thì em cũng rất là vui. Nhưng mà nếu mà phải dừng ở đây thì cũng cố gắng rất nhiều. Dạ, cũng không sao. Đam mê mà. Nhưng mà chỉ tội nghiệp là bạn của em đi theo em cũng 3 ngày rồi. Ừ, không sao cả. Dạ. Bạn của em. Đam mê thì. Dạ. Thế em thấy tội nghiệp cho bạn em. Bạn em nấu ăn ngon không? Mình xem dạ, rủ bạn em vào thử dạ sức không, luôn. Không nấu ăn ngon ạ. Chỉ có đi để giúp đỡ em thôi. Bạn trai hay là bạn gái? À, thì con trai nhưng mà có thể là gọi là bạn trai thôi. Ủa sao? Em nói em nhận được thông tin từ chương trình gọi vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm qua. Nhưng dạ, mà tại sao rồi. Em lại nói là đi theo em đã 3 ngày rồi? Tức là từ lúc mà em quay ngày đầu tiên, từ lúc phỏng vấn luôn cho tới quay ngày đầu tiên lúc 12 giờ trưa đến lúc ngày đó. 3 giờ chiều thì cũng không phải là khó trong cái chuyện em kiếm những cái nguyên liệu rất là basic, rất là cơ bản. Cà chua, dưa leo, hành lá đúng không? Hơi tiếc. Nhẹ xem nên tập trung chỉ vào một món thôi và món ăn kèm có thể là cơm trắng rất đơn giản. Sao? Chị xin lỗi, chị không đồng ý với món ăn của em. Anh không đồng ý. Cảm ơn em.